Phật tử khi Như Lai thành chánh giác, trong thân Ngài thấy khắp tất cả chúng sinh thành chánh giác, cho đến khắp hiện tất cả chúng sinh vào Niết Bàn, đều đồng một tánh, đó là vô tánh, không tất cả tánh, đó là tánh vô tướng, tánh vô tận, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ta, tánh chẳng phải ta, tánh không chúng sinh, tánh chẳng phải không chúng sinh, tánh không bồ đề, tánh không pháp giới, tánh chẳng hư không, tánh cũng lại không có thành chánh giác. Vì biết tất cả pháp đều không tánh, đắc được nhất thiết trí, đại bi tương tục cứu độ chúng sinh. Phật tử ví như hư không tất cả thế giới, hoặc thành hoặc hoại, thường không tăng giảm. Tại sao? Vì hư không chẳng sinh, chư Phật Bồ Đề cũng lại như thế, hoặc thành chánh giác, chẳng thành chánh giác, cũng không tăng giảm. Tại sao? Vì Bồ Đề không tướng, chẳng một, chẳng các thứ. Phật tử, giả sử có người, có thể hóa ra tâm nhiều như số cát sông Hằng, mỗi tâm lại hóa làm Phật nhiều như số cát sông Hằng, đều không sắc, không hình, không tướng. Như vậy, hết số kiếp, nhiều như số cát sông Hằng, không có ngừng nghỉ. Phật tử ý các vị thế nào? Người đó hóa tâm, hóa làm Như Lai có tất cả là bao nhiêu? Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức nói, như chỗ tôi hiểu nghĩa của Ngài nói, hóa và không hóa, đồng nhau chẳng khác, sao lại hỏi là có bao nhiêu? Bồ Tát Phổ Hiền nói, lành thay Phật tử như lời Ngài nói, giả sử tất cả chúng sinh ở trong một niệm, đều thành chánh giác và chẳng thành chánh giác, đồng nhau không khác. Tại sao? Vì Bồ Đề vô tướng, nếu không có tướng thì sẽ không tăng, không giảm. Phật tử, Đại Bồ Tát nên biết như vậy, thành đẳng chánh giác đồng với Bồ Đề, một tướng vô tướng, khi Như Lai thành chánh giác, dùng một tướng phương tiện vào tam muội thiện giác trí, vào rồi nơi một thân rộng lớn thành chánh giác, hiện thân đồng số tất cả chúng sinh trụ ở trong thân, như một thân rộng lớn thành chánh giác, tất cả thân rộng lớn thành chánh giác cũng đều như vậy. Phật tử, Như Lai có vô lượng môn thành chánh giác như vậy, bởi vậy nên biết Như Lai hiện thân chẳng có số lượng, bởi vì vô lượng nên nói thân Như Lai là cõi vô lượng, đồng với cõi chúng sinh.